bây giờ không có khách vô luôn nè. Bây giờ chị chỉ nè, đi tính tiền của khách, số lẻ em bớt cho chị hết, tính số chẵn thôi. Quà ăn coi gì được em tặng khách, để cho khách thức mà khách quay lại, nghe chưa? Chị em nhớ hỏi, chị yên tâm. 5 minutes later. Dạ em gửi tặng chị nha, lần sau nhớ ghé cho chị. Mai nha, mà cho chị thêm này nữa được không? Dạ được, chị lấy hết đi chị. Mai nha, bye bye. Xếp hàng trật tự vô nha, cũng bất phần nha, xếp hàng vô. À, đồng khách nha, được nha, được nha. Giỏi, có tiến bộ. Ôi, bữa em nghe lời chị đó, chị thích thưởng cho em nha. Ủa, mà sao chị thấy em quà cho khách, không thấy em tính tiền? Ủa, này em tặng mà. Tặng gì má, cái tóc này hàng tặng nè, có này tao nhập cho tao bán mà chị. Thì bữa có chị nói em tặng quà cho khách đó, em tưởng nhập quà vừa tặng. Không mệt đó, tao nói chuyện hay tụi mệt á. Mày lấy doanh thu ngày hôm nay cho tao đi. Doanh thu gì đó chị? Ủa Trang, mày nói chuyện như kỳ, để sáng nhiều quá chị khách mà giờ mày hỏi tao doanh thu gì? Em nghe lời chị, bữa chị kêu tính tiền cho khách thì tính số chẵn thôi, bỏ số lẻ đi. Chị gọi đâu 90 ngàn thì em thấy số 9 nó lẻ quá, em bỏ lấy số 0 cho nó chẵn. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi.